đúng là chuyện bị phản bội trong hôn nhân hay tình yêu luôn khiến người ta bức xúc. Tuy nhiên, cách xử lý kẻ phản bội của không ít người còn kinh khủng hoàng hơn như thế. Trong một trao, khi nhận được câu hỏi này, nhiều người đã đưa ra những câu trả lời với các pha trả đũa ngoạn mục hết sức. Anh ép. Kể, nghi ngờ người yêu ngoại tình nên thằng gamer thủ tôi mua hai cái iPad để làm quà. Hắn cũng mua một cái giống như đúc. Khi người yêu cài hết mọi thứ thì hắn đổi máy, con nhỏ bé ngỡ ngàng vì nghĩ có lỗi nên nhập lại. Như vậy, thằng gamer thủ đã có trong tay tất cả các tài khoản mạng thôn hội, máy tính bảng của câu người yêu. Sau khi lục lọi đủ thứ, hắn phát hiện người yêu suốt ngày nhắn tin và thậm chí ngủ lang chạ với tổng cộng 3 anh chàng khác. Một kế hoạch lặng lẽ được lập ra. Khi con nhỏ bé kia đang định đi chơi với một trong 3 bộ, hắn đã tráo y bác để nhắn tin với 2 tên còn lại và bảo chuyển qua nhắn tin ở mạng thôn hội khác đi. Hắn hẹn cả 2 anh đó tại nơi mà câu người yêu hẹn tình nhân. Ngoài ra, hắn còn mời cả bằng hữu, bố mẹ anh chị em của cô đến đó với lý do để cầu hôn. Hắn thậm chí còn liên lạc với hoàng hậu của anh tình nhân mà người yêu đã hẹn, khai hết mọi chuyện rồi hẹn cô đến đó. Đến sớm 30 phút cùng bằng hữu bố mẹ bằng hữu người yêu. Hắn cùng mọi người chứng kiến cô gái kia bước vào, ôm hôn thắm thiết bộ cứ như người tình lâu năm. Cô nàng ngẩng đầu lên và thấy cả nhà đang há hốc miệng nhìn. Ngay lúc đó, anh tình nhân thứ 2 bước vào và chứng kiến cảnh này. Anh bồ thứ 3 cũng đến kịp lúc vào, cả 3 lao vào cuộc cãi cọ vì họ đều là đồng nghiệp. Tình hình đang nảy lửa thì hoàng hậu của anh chàng kia đến. Chị ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề gì cuộc cãi giả của 3 gã nam nhi hùng hiệp chửi bới tùm lum liên quan đến một cô gái. Cuối cùng, cô gái thậm chí còn bị bố mẹ từ mặt vì sắp cưới đến nơi rồi mà còn như thế. Những lời đồn thổi về mình thì răm ran khắp nơi vì clip bị quay lên mạng và thậm chí phải nghỉ việc vì một trong 3 ông bồ chính là sếp. Ảnh minh họ. Anh tờ. Lại có cách giải quyết khác biệt, cũng công khai cho gia đình nhưng hiền khâu lành và giữ thể diện cho tất cả hơn một chút. Tôi yêu cô ta 2 năm, ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi. Tôi đã có ý muốn cưới rồi đấy chứ, cả 2 đứa đã sống phổ biến với nhau trong căn hộ đắt đỏ do tôi mua. Bố mẹ cô ấy thương tôi lắm, lần nào đến nhà chơi 2 bác cũng quan tâm lắm. Một lần, tôi tóm gặp gỡ cô nhắn tin với người yêu cũ. Cô ta nhắn bằng máy tính bảng của mình và đâu biết rằng nó được đồng bộ quá với iPad của tôi. Tôi không chia tay đâu, chụp lại cuộc bộ màn hình những cuộc trò chuyện toàn lời lẽ thương đó. Thậm chí, cô ta còn nhắc đến tôi và bảo rằng sẽ moi tiền từ tôi càng nhiều càng tốt cơ đấy. Trong một chuyến công tác mà tôi biết thừa là cô ta đi chơi cùng người yêu cũ của, tôi đã lặng lẽ thay mật khẩu nhà, chặn số máy tính bảng và các tài khoản thôn hội. Sau đó, gọi bằng hữu đến để giúp đóng gói đồ đạc của cô ta, đưa thẳng về nhà thân phụ mẹ. Tôi đến nhà, trước tiên là xin lỗi và sau đó cho họ xem cuộc bộ cuộc trò chuyện giữa cô ta và gamer thủ trai cũ. Thậm chí, cô ta còn nói xấu cả bố mẹ mình trong đó. Cuối cùng, tôi đá cô ta một cách thẳng thừng và không hề cảm thấy áy náy. Sau đó nghe đồn cô ta bị bố mẹ từ mặt rồi, kệ thôi. Ảnh minh họ. Rõ ràng, trong nhiều trường hợp bị cắm sừng, các anh chàng soàn xỉn có xu hướng muốn thông báo chuyện này cho bố mẹ cô gái biết chuyện. Có lẽ, đó là hình thức để họ thấy dễ chịu hơn và muốn những kẻ vô ơn đó được dạy dỗ lại cẩn thận. Đúng là khi có đủ tàn bạo và tình yêu bị chà đạp, kiểu gì hay hình thức nào những anh chàng cũng có thể nghĩ ra được. Đừng tưởng rằng chỉ có thiếu nữ mới thầm sâu, nam nhi cũng có những mưu mẹo và cách giải quyết vấn đề gây sốt chẳng soàn xỉn gì đâu. Chuyện thương ai mà chẳng muốn duy trì sự phổ biến thủy. Những ai có ý muốn hồng hạnh vượt tường thì có lẽ nên suy nghĩ lại. Đôi khi...